Vâng, cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào khách nhé. Hiện tại đang là buổi chiều ngày 14 tháng 3 năm 2020 và quay trở lại với màn ảnh nhỏ thì hôm nay chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị một chiếc sập ngũ phúc. Chiếc sập ngũ phúc này có kích thước 1m8 x 2m2 và bằng chất liệu gỗ dâu. Trước mặt quý vị đây là tổng thể của chiếc sập đây. Thì chiếc sập này tôi quay theo yêu cầu của anh Hiếu tại xã Thanh Ba, Phú Thọ. Huyện Thanh Ba, Phú Thọ. Đây là hình ảnh phần dạ trước của chiếc sập thì được đục chạm là ngũ phúc. Ở phần giữa là có rơi ngậm chữ Thọ, cũng như là những bông hoa mai, kim tiền. Rất là đục chạm thì rất là đẹp, những bông hoa này rất sắc nét. Cũng như là phần rơi đây thì có 5 con rơi. 5 con rơi chúng ta gọi là ngũ phúc. Những cái phần triện rất là khỏe khoắn, sắc nét thì chúng tôi gọt rất là kỹ rồi. Đây đầu chân là có 2 chú rơi nữa, thì là chúng ta gọi là sập ngũ phúc. Ngũ phúc chám cài mai, hoặc là chỉ gọi đơn giản là ngũ phúc chám thôi. Đây là góc máy chính diện của chiếc sập đây. Tôi sẽ đi vòng quanh chiếc sập để cho anh Hiếu có thể xem được hình ảnh chi tiết của chiếc sập này. 1m8 x 2m2. Phần đây là chất liệu là gỗ dâu đen, dâu ta. Chất rất là tốt. Chúng ta các cụ ngày xưa thì thường hay sử dụng gỗ dâu là đục bệ tủ chè. Do tính chất là gỗ là nó rất là dai, cũng như là không cong vênh mối mọt gì cả. Đây là phần hậu. Phần ván mặt là ván mặt 2 lá. Ván mặt 2 lá. Sản phẩm thì chúng tôi đã để khá là lâu rồi, nên là cái độ gỗ nó co ngót là nó khá là rất là khô rồi. Nên quý vị yên tâm là trong quá trình sử dụng thì là cái độ co ngót thì còn lại rất là ít. Đây những cái phần mặt này nó đang ngót lại quý vị này. Thì khi chúng tôi hoàn thiện thì chúng tôi sẽ dồn nó lại, nó sẽ kín. Đây là phiên phần dạ ngang bên phải. Rồi. Ok, xin chào nhé. Thì mọi người có nhu cầu thì hãy liên hệ tới xưởng đồ gỗ Tùng Tám theo số điện thoại là 0957 510 866 để có thể sở hữu được một chiếc sập gỗ dâu như của anh Hiếu ở tại Thanh Ba, Phú Thọ này. Và quý vị có thể xem thêm hình ảnh chi tiết của bộ sản phẩm này tại website đồgỗtùng8.com. Cơ sở chúng tôi thì có địa chỉ tại xã Văn Khúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Xin chào mọi người nhé. Nếu mọi người có nhu cầu mà quan tâm về đồ gỗ nội thất cũng như tìm hiểu về các sản phẩm gỗ tự nhiên thì hãy bấm đăng ký kênh của chúng tôi để nhận được những video mới nhất từ kênh và hoàn toàn miễn phí. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video clip khác.